Trời đông nay phương xoay điện, ngôi sao lạ thường, ngôi sao dẫn đường, dẫn đường bao phủ, dẫn đường đến nơi hỏi nhi yêu thương. Họ liền dâng tiên vàng một sức nhũ hương, thử lạy hài nhi trong bóng cỏ lạnh lẽo đêm trường. Chúa sinh ra đời làm người, làm bề lềm đã xuất hiện đấng cứu đời. Ngôi sao sang người dẫn đường ba vua tới nơi. Thở lại hài nhi nằm trong mắng cỏ tanh hôi. Ôi con chúa trời đã vì yêu Giáng sinh làm người. Phương trời đông nay phương xoay điện, ngôi sao lạ thường, ngôi sao dẫn đường, dẫn đường bao phủ, dẫn đường đến nơi hỏi nhi yêu thương. Họ liền dâng tiên vàng một sức nhũ hương, thử lại hỏi nhi trong mắng cỏ lạnh lẽo đêm trường. Chúa sinh ra đời làm người, cùng bao vua tiến bước tìm Chúa ra đời, mang tin vui mừng cho người anh em khổ đau, và cùng sẽ chia tình thương thắm nở trên môi. Yêu thương kết thành ngàn vì sao sáng soi cuộc đời. Trời đông nay phương xoay điện, ngôi sao lạ thường, ngôi sao dẫn đường, dẫn đường bao phủ, dẫn đường đến nơi hỏi nhi yêu thương. Họ liền dâng tiên vàng một sức nhũ hương, thử lại hỏi nhi trong mắng cỏ lạnh lẽo đêm trường. Chúa sinh ra đời làm người, cùng bao vua tiến bước tìm Chúa ra đời, mang tin vui mừng cho người anh em khổ đau, và cùng sẽ chia tình thương thắm nở trên môi. Yêu thương kết thành ngàn vì sao sáng soi cuộc đời. Phương trời đông nay phương xoay điện, ngôi sao lạ thường, ngôi sao dẫn đường, dẫn đường bao phủ, dẫn đường đến nơi hỏi nhi yêu thương. Họ liền dâng tiên vàng một sức nhũ hương, thử lại hỏi nhi trong bóng cỏ lạnh lẽo đêm trường. Chúa sinh ra đời làm người. Thank you.
Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng hiệp ý với những người xin lễ sau. Hai người xin cho linh hồn Giuse, hai người xin cho linh hồn Maria, hai người xin cho gia đình được bình an, và một người xin cho linh hồn thai nhi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta đang ở trong những ngày thuộc mùa Giáng sinh. Đặc biệt, chúng ta đang ở trong tuần lễ Chúa Hiển Linh. Lễ Chúa Hiển Linh là lễ ánh sáng tình yêu. Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người, cho nên Ngài đã soi sáng cho các đạo sĩ đến để thờ lạy Chúa. Và nhờ gặp Chúa, họ đã thay đổi cuộc đời của mình. Chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta được ánh sáng tình yêu của Chúa soi dẫn đến gặp Chúa. Và nhờ khi gặp Chúa, tin vào Chúa, chúng ta trở về với cuộc sống hàng ngày để trở nên những ánh sáng tình yêu mới soi dẫn mọi người đến gặp Chúa Giêsu Kitô và được hưởng ơn cứu độ. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta xin Chúa tha thứ những tội lỗi thiếu sót để xứng đáng cử hành thánh lễ. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước cả Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nhận biết Đức Kitô Con một Chúa xuất hiện như người phàm và mặc lấy thân xác giống hệt chúng con. Xin Chúa làm cho tâm hồn chúng con được đổi mới và trở nên giống hình ảnh Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ. Các con thân mến, chúng ta phải thương yêu nhau vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra. Vì hễ ai thương yêu thì đã sinh ra bởi Thiên Chúa và nhận biết Thiên Chúa. Còn ai không thương yêu thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Điều này biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta là Thiên Chúa chúng ta đã sai Con một Người đến trong thế gian để nhờ Ngài mà chúng ta được sống. Tình yêu là thế này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương yêu chúng ta trước và đã sai Con một Người đến hy sinh, đến thay đền thay vì tội lỗi chúng ta. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Người xin ban dân Chúa cách công minh và phân xử người nghèo khó cách chính trực. Này Chúa, muôn dân khắp mặt đất
và đối lòng đem lại sự công chính. Người sẽ bênh vực kẻ khiêm tôn trong dân, sẽ cứu thoát con cái người nghèo khó. Lạy Chúa, muôn dân khắp mặt đất sẽ thờ lạy Chúa. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ chiến đấu trong triều đại người, cho đến khi mặt trăng không còn chiếu sáng và người sẽ thống trị từ biển nọ đến biển kia, từ sông cái đến tận cùng trái đất. Lạy Chúa, muôn dân khắp mặt đất sẽ thờ lạy Chúa. Alleluia, alleluia. Chúa Giêsu rao giảng tin mừng nước trời và chữa lành mọi bệnh hoạn tật miền trong dân. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu xem thấy dân chúng đông đảo thì động lòng thương xót họ, vì họ như chiên không người chăn giữ, và người bắt đầu giảng dạy họ nhiều điều. Và khi đã muộn, các môn đệ đến thưa người rằng: chỗ này hoang vắng mà giờ đã muộn, xin Thầy giải tán họ, để họ đi tới các làng, các xóm gần đây mà mua gì ăn. Chúa Giêsu trả lời họ rằng: các ngươi hãy cho họ ăn đi. Họ thưa người: chúng con phải đi mua đến 200 đồng bạc bánh để phát cho họ ăn. Người nói với họ: các ngươi có mấy cái bánh, hãy đi xem. Khi biết được rồi, họ thưa: có 5 cái bánh và 2 con cá. Người ra lệnh cho họ bảo mọi người ngồi xuống, làm thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống từng nhóm, chỗ 100, chỗ 50. Người cầm 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời mà chúc tụng, rồi bẻ ra và trao cho các môn đệ để họ phân phát cho người ta. Còn 2 con cá, người cũng chia cho mọi người, và tất cả đều ăn no. Mụn bánh và cá còn dư lại, người ta lượm được 12 thúng đầy, mà số người ăn là 5.000 người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô. Kính thưa ông bà anh chị em thân mến, nói tới Thiên Chúa là nói tới tình yêu. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, và chính bởi do tình yêu mà có sự sống. Sự sống của chúng ta ở trên trần gian này, và sự sống của cộng đồng nhân loại, sự sống của cả vũ trụ này. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã tạo dựng nên trời đất vũ trụ muôn loài. Vì yêu thương mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người, để cho con người được hưởng hạnh phúc và để con người được sống tình yêu. Bài tin mừng nói về lòng thương xót của Chúa Giêsu Kitô đối với đám đông đi theo Chúa. Còn bài đọc 1 là một bài rất nổi tiếng trong trích trong thư của Thánh Gioan Tông Đồ. Thánh Gioan Tông Đồ được mệnh danh là người môn đệ Chúa yêu. Và trong các bức thư hay trong đời sống của Thánh Gioan Tông Đồ đều giao giảng về tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng mà Ngài giao giảng nhiều lắm, bởi vì trong 12 Tông Đồ thì Thánh Gioan Tông Đồ là người sống lâu nhất. Còn các tông đồ khác, người thì bị ném đá chết, người thì bị bỏ tù, người thì bị đóng đinh. Nhưng mà Thánh Gioan Tông Đồ
thì là người sống sót sau cùng. Trong lịch sử của giáo hội có kể lại là khi mà lúc đó thì Thánh Gioan Tông Đồ ngài già lắm rồi, và đi giao giảng thì người ta phải đặt ngài ở trên một cái cáng rồi đưa đến trước mặt cộng đoàn để ngài giao giảng. Thì lúc mà về càng ngày về già thì lại thấy Thánh Gioan càng ngày càng nói ít đi, càng ngày càng nói ít đi. Thế lần nào hỏi ngài thì ngài chỉ có giao giảng Thiên Chúa là tình yêu. Lần nào cũng vậy thì cộng đoàn mới thưa với ngài rằng là xin ngài dạy cho chúng con thêm nữa, nói thêm nữa đi. Thì ngài cũng chỉ lặp lại Thiên Chúa là tình yêu. Cho nên chúng ta thấy trong thư của Thánh Gioan Tông Đồ rất là sâu sắc. Chúng ta nghe: các con thân mến, chúng ta phải yêu thương nhau vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra. Vì hễ ai thương yêu thì đã sinh ra bởi Thiên Chúa và nhận biết Thiên Chúa. Còn ai không thương yêu thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Như vậy thì cái dấu hiệu đặc trưng nhất để chúng ta nhận biết chúng ta là người có đạo ấy, không phải là chúng ta được ghi ở trong sổ rửa tội, không phải là chúng ta hoạt động cái này cái kia, hoặc là chúng ta giữ chức vụ này chức vụ khác, mà cái dấu hiệu đầu tiên để nhận ra chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta là người có đạo đó, đó là chúng ta sống tình yêu thương, sống tình yêu thương. Và trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Thiên Chúa, Chúa Giêsu thương xót đám đông dân chúng và ngài mời gọi các tông đồ, ngài mời gọi các tông đồ, các ngươi hãy cho họ ăn đi. Và các tông đồ phản ứng rất là giống chúng ta luôn nhỉ. Họ phản ứng đầu tiên đó là: chúng con phải đi mua đến 200 đồng bạc bánh để phát cho họ ăn ạ. Và họ nói rằng là xin thầy giải tán họ để cho họ vào các làng xóm gần đây mà tự mua sắm mà ăn thôi, chứ con làm sao có sức để mà cho họ ăn được, chịu làm sao mà cho họ ăn được, làm sao mà có tiền bạc nhiều như thế để mà nuôi từng đấy dân chúng. 5.000 người thì không biết là làm sao mà nuôi được. Và các tông đồ thấy bối rối, sợ hãi vì trách nhiệm quá lớn. Khi mà Chúa Giêsu mời gọi cho họ ăn thì trách nhiệm lớn quá, không thể nào mà đảm đương được. Và lúc đó Chúa Giêsu mới dạy cho họ một bài học, dạy cho một bài học về đức tin và về tình yêu. Dạy cho họ một bài học về đức tin và tình yêu. Chúa Giêsu nói là: các ngươi có mấy cái bánh? Rồi họ nói là: có 5 cái bánh và 2 con cá thôi thầy ạ. Và 5 cái bánh và 2 con cá đấy là khẩu phần ăn của một người trong một ngày. Như vậy là rất ít, không đáng là cái gì cả. Giống như chúng ta, thường thường chúng ta nói, tôi vẫn đi gặp gỡ, tôi hỏi là thế dạo này công ăn việc làm có tốt không? Thì mọi người nói là chà, chỉ đủ ăn thôi, đủ ăn. Tức là không dư giả, tức là không có nhiều. Và các tông đồ cũng nói với Chúa như vậy. Nhưng Chúa Giêsu Kitô cầm lấy 5 cái bánh, 2 con cá, ngước mắt lên trời mà chúc tụng, rồi bẻ ra trao cho các môn đệ để họ phân phát cho người ta. Chúa Giêsu Kitô đã biến 5 chiếc bánh và 2 con cá là khẩu phần của một người ăn trong một ngày để nuôi dưỡng cho 5.000 người. Chúa Giêsu đã dùng cái số ít ỏi đó để tạ ơn Thiên Chúa, để phó thác mọi sự vào trong bàn tay nhân lành của Chúa. Và Chúa trao cho các môn đệ. Và các môn đệ chính là những người thừa hành. Các môn đệ chính là những người thừa hành. Các môn đệ chính là những cánh tay nối dài của Chúa Giêsu Kitô. Các môn đệ trở thành những sứ giả của tình yêu, làm hết sức mình, dâng những điều gì mình có, dù mình không dư giả, dù mình không có thừa thãi cái điều gì cả, nhưng mà góp cái phần nhỏ bé của mình vào.
tôi làm sao mà tôi có một cái điều rất là lạ, đó là khi mà tôi đi dâng lễ rồi tôi chia sẻ bài giảng đấy, thì nhiều người nói là sao cha giảng đúng vào hoàn cảnh nhà con thế, cha biết hoàn cảnh nhà con à? Có cha, cha hôm nay có bà đấy nói là cha hôm nay cha giảng đúng là về con luôn. Rồi các bà cứ vui tính như tôi, ai tôi dám lôi chuyện của các bà, lôi chuyện của gia đình nào đi lên trên bài giảng, không phải. Ai dám các cha đi giao giảng lời Chúa, ai dám mà bêu dếu chuyện của các bà, bêu dếu chuyện của gia đình. Nhưng mà lời Chúa dạy chúng ta cái gì thì chúng ta áp dụng vào đời sống. Bởi vì lời Chúa là ánh sáng mà. Lời Chúa là ánh sáng soi dẫn cho chúng ta. Ngày hôm nay rất là trùng hợp, là bởi vì chúng ta biết rồi, trong chương trình của giáo họ ngày hôm nay là có họp bà con giáo dân để mà hôm nay cha về cha chính thức là công bố về các chương trình làm việc để mà xây dựng nhà thờ giáo họ của chúng ta. Và khi mà chúng tôi gặp mặt rồi chúng tôi nói chuyện qua một vài người thì cái ưu tư lớn nhất của chúng ta đó là chúng ta lo lắng về mặt kinh phí. Thời buổi dịch bệnh này cha ơi, khó khăn thế này, bây giờ kinh phí các thứ thì làm sao? À, như vậy là chúng ta hơi bị đề cao mình mà coi thường quyền năng của Thiên Chúa. Đề cao bản thân mình mà coi thường quyền năng của Thiên Chúa. Chúng ta trong công trình xây nhà Chúa, chúng ta đã phó thác mọi sự trong bàn tay của Chúa chưa? Chúng ta có tin tưởng tuyệt đối là công trình của nhà Chúa, Chúa khởi sự thì Chúa cũng hoàn thành cho chúng ta chưa? Chúng ta có tin vào điều đó không? Nếu chúng ta không tin vào điều đó thì công trình của chúng ta không phải là công trình của đức tin, không phải công trình đức tin. Khi chúng ta khởi sự một công trình nhà Chúa thì chúng ta tin tưởng là lạy Chúa, Chúa muốn có nhà Chúa để chúng con đến, chúng con thờ lạy Chúa, thì chúng con tin là Chúa đã cho chúng con khởi sự thì Chúa cũng cho chúng con hoàn thành tốt đẹp. Chúng ta có tin điều đó không? Chúng ta có tin không? Ông bà anh chị em chúng ta có tin không? Vâng, phải tin là như vậy, là Chúa muốn cho chúng ta khởi sự thì Chúa cũng sẽ hoàn thành công việc chúng ta. Đây là niềm tin của chúng ta. Và cái mà chúng ta cần làm là cái gì? Thưa ông bà anh chị em thân mến, cái mà chúng ta cần làm đó là như các tông đồ lạy thầy, chúng con chỉ có sức lực của chúng con đây, chúng con chỉ có của cải của chúng con từng này là 5 chiếc bánh và 2 con cá, chúng con chỉ đủ sống thôi, nhưng mà chúng con sẽ cố gắng hết sức mình, chúng con cố gắng hết sức mình để vì nhà Chúa, chúng con cố gắng hết sức mình để vì chính chúng con và vì con cháu của chúng con. Chúng con xin được đóng góp cái phần sức lực của chúng con, cái chúng con xin được đóng góp cái phần khả năng của chúng con vào công trình của nhà Chúa, để nhờ bàn tay Chúa, nhờ quyền năng của Chúa mà công trình nhà Chúa của chúng con được khởi sự cho đến hoàn thành đều đẹp ý Chúa. Không đẹp ý chúng con, không đẹp ý chúng con, mà đẹp ý Chúa. Tất cả mọi việc chúng con làm là mong muốn được đẹp lòng Chúa. Ông bà anh chị em có đồng ý không ạ? Có đồng ý không? Vâng, tất cả chúng ta là như vậy. Tại sao khi mà cha nói với các ông ấy là khi mà xây dựng, cha nói từ bắt đầu thông báo cùng với cả ban thành giáo ở trên giáo xứ, nhà xứ Trung Kỳ cũng vậy, cha nói là các ông tôi làm được cái gì tạm thời thu xếp gọn gàng ở nhà xứ thì tôi sẽ cố gắng tôi thu xếp để mà khi mà công trình của nhà thờ giáo họ Tà Môn mà khởi sự thì tôi rất là bận. Tôi rất là bận bởi vì tôi còn phải qua lại phối hợp với các ông đấy, tôi còn phải điều hành, tôi còn phải xem xét các việc để làm sao để đóng góp cái phần sức lực của mình vào công trình của Chúa. Đóng góp cho tới khi nào hoàn thành thì thôi. Không dám cậy vào sức mình, nhưng chỉ là lạy Chúa còn như là cái dụng cụ của Chúa, là phương tiện của Chúa, và Chúa cứ sử dụng con như là Chúa muốn.
cứ sử dụng con như là Chúa muốn, trừ là Chúa bảo là ta không cần thì thôi thì con được thảnh thơi. Còn nếu mà Chúa cần con, Chúa cần con, dù chỉ cần một chút sức lực, dù chỉ cần một chút thời gian hoặc là cần hơn nữa, thì con cũng sẽ cố gắng để con trở thành phương tiện, dụng cụ trong bàn tay quyền năng của Chúa. Từ cái bài tin mừng vô cùng là thích hợp cho cộng đoàn giáo họ của chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa cho mỗi người chúng ta trở nên những dụng cụ của Chúa, để Chúa bày tỏ quyền năng của Chúa. Và nhất là xin Chúa cho chúng ta trở thành những chiếc cầu nối để bày tỏ tình yêu của Chúa cho hết mọi người, đặc biệt là cho cộng đoàn giáo họ tạp môn của chúng ta. Amen. Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ cộng đoàn chúng con dâng. Và nhờ thánh lễ này, xin cho chúng con được hưởng những hồng ân cao cả. Chúng con đang hết lòng tin tưởng cậy trông. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Lạy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là xứng đáng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì hôm nay Chúa đã mặc khải chính mầu nhiệm cứu độ chúng con trong Đức Kitô để soi sáng muôn dân. Vì khi người xuất hiện trong bản tính phải chết của chúng con, Chúa đã dùng vinh quang mới bất diệt của người mà phục hồi chúng con. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bề thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất này vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con lại xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thành hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm được tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiên sống, Chúa sống lại cho tôi khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con cái thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin được chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thiên Chúa đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa đấng xa tội trần gian, xin mang bình an cho chúng con. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng dám Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin Chúa được Giêsu Kitô xin sự con cho con sự sống muôn đời. Chúa tiên yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thanh ngân ngài chào, nguyện theo chân Chúa đi qua, đời ta bỏ hay thầm xa. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, thuyền hồn con mãi êm trôi, hương tình yêu ôi tuyệt vời. Chúa tiên yêu ngọt ngào, nên ghi nhớ thanh ngân ngài chào, nên theo chân Chúa đi qua, đời ta bỏ hay thầm xa. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, thuyền hồn con mãi êm trôi, hương tình yêu ôi tuyệt vời. Mùa đông năm ấy, xa xa soi đuổi.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, khi chúng con dự tiệc mình vào máu Đức Kitô, Chúa đã thân hành đến gặp con cái Chúa. Xin cho bí tích kỳ diệu này sinh hoa kết quả trong lòng chúng con, để hồng ân Chúa vừa ban tặng giúp chúng con sẵn sàng đón nhận những hồng ân khác nữa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Amen.